ơi, hôm nay hai anh em tụi mình sẽ tiếp tục phát quà miễn phí cho tất cả học sinh nghèo và học giỏi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, hy vọng là hôm nay có nhiều bạn nhỏ đến. Mới nhắc đã có người đến rồi anh Khanh ơi. Ai vậy, có quen hay không? À, thì ra đó là hai chị em nhà Mai Mai. Thi Thi ơi, đến rồi đó em, chúng ta hãy vào đi. Ủa mà chị ơi, mình nghèo quá, mình không có tiền làm sao mua được đồ chơi. Không phải đâu em, hôm nay chị Anna sẽ tặng miễn phí đó. Ủa vậy hả? Hay quá, thôi chúng ta vào gặp chị Anna đi. Chào chị Anna. À, chào em. Dạ, chào anh Ken. Chị ơi, hai đứa em là hai đứa trẻ mồ côi. Tại vì ba mẹ của em mất sớm quá, cho nên tụi em không còn ba mẹ nữa. Và tụi em đang sống với một người dì. Nhà của tụi em thì rất là nghèo, không có tiền mua đồ chơi. Các em ơi, em đừng có lo nha. Hôm nay chị sẽ tặng cho mỗi đứa là 3 cái đồ chơi. Tại vì các em là trường hợp đặc biệt nên chị rất là quan tâm. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Chị Mai Mai ơi, vậy là chúng ta được đồ chơi miễn phí phải không chị? À đúng rồi, thôi bây giờ chúng ta đi lựa đi. Yay. Wow các bạn ơi, chú chó kim tuyến màu xanh này đẹp lắm, mình sẽ chọn chú này. Và còn hai cái nữa hả, mình sẽ chọn một chú sum sum, mình sẽ chọn chú mèo. Và một chú trâu, wow chú trâu này dễ thương quá. Chú trâu bên đây màu hồng nè, rất là dễ thương. Bên đây màu cầu vồng, thôi mình sẽ chọn chú này đi. Đây là chú trâu Poppy, nhân vật mình yêu thích nhất. Được rồi em, chị sẽ lấy cho em nha. Đây nè, em cầm đi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Các bạn hãy nhìn chú trâu này đi, tóc rất là dài, tóc màu hồng, mình thích quá. Rồi, chúng ta hãy lấy sum sum cho bạn này luôn, để vào trong bịch. Chú chó, hồi nãy bạn đó chọn là chú chó này. Đúng rồi, chú chó có kim tuyến nha. Rồi, cho vào bịch luôn. Ta-da, vậy là bạn này đã được 3 đồ chơi rồi. Bạn này là con nhà nghèo, học giỏi, cho nên được ưu tiên. Dạ, em cảm ơn chị. Còn em nữa, em hãy chọn 3 thứ đồ chơi mà mình thích đi nhé. Dạ, chị. Các bạn ơi, mình đã học lớp 9 rồi, nhưng mà mình rất là thích chơi slime. Cho nên mình sẽ chọn 3 lọ slime. Nhiều màu quá các bạn ơi, mình biết chọn màu nào bây giờ. Mình sẽ chọn màu xanh này đi, màu hồng nữa. Rồi, 3 lọ slime của bạn Mai Mai. Mai Mai là một người chị rất là thương em của mình và rất là học giỏi luôn. Cho nên bạn này xứng đáng được 3 phần quà miễn phí từ chị Anna. Dạ, tụi em cảm ơn anh chị ạ, tụi em về đây. Mai Mai, Thi Thi, để chị nhắn nhủ với các em đôi lời trước khi em về. Đó là các em hãy sống thật là tốt. Tuy ba mẹ của các em không còn sống nữa, nhưng trong tâm của các em hãy luôn luôn hướng về ba mẹ của mình. Với một lòng biết ơn tha thiết, hãy xem người dì của các em đang nuôi các em là chính mẹ ruột của mình. Vì vậy hãy vâng lời dì và giúp đỡ dì nhé. Để đền đáp cái công ơn đó thì hai em hãy cố gắng học tập thật là giỏi nha. Dạ, chúng em hiểu rồi. Tụi em về đây ạ. Thi Thi ơi, về thôi. Dạ, đợi em với. Anna ơi, người ta đến đông quá. Xin các anh chị và các bé hãy trật tự xếp hàng nha. Ai xếp hàng trước thì sẽ được vào trước. Các anh chị chú ý, đây là tiệm đồ chơi miễn phí cho học sinh nghèo học giỏi. Còn những anh chị nào nhà khá giả thì hãy nhường cho những người nghèo nha. Tôi thấy có 3 cháu nhỏ ở đây nữa. Rồi, cái cháu đứng trước và mẹ của bé xin hãy vào trước đi. Mỗi bạn được chọn 2 đồ chơi. Yay, các bạn ơi, được chọn đồ chơi. Wow, đây là một cái kệ xe hơi thật là nhiều luôn. Mình tuy là con gái, nhưng mà mình thích chơi đồ chơi xe hơi lắm. Mình sẽ chọn 2 chiếc. Còn mình thì mình sẽ chọn. Mình sẽ chọn những chú trâu. Chú ngựa bên đây cũng dễ thương quá. Thôi mình sẽ chọn chú trâu màu xanh lá cây đây. Tóc màu xanh lá cây, nhiều quá luôn. Ba ơi, ba hãy kêu cô Anna lấy cho con cái này đi, con thích chú trâu lắm. Nghe ba, nghe ba.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con cũng thích đồ chơi nữa. Cho con vào lựa nha mẹ. Nha mẹ. Rồi được rồi, con đi đi. Mẹ ơi, con thích những chú ngựa. Nhiều quá các bạn ơi, thôi mình chọn chú ngựa cầu vồng và chú ngựa có biểu tượng là chùm nho. Ok, ngựa cầu vồng hay còn gọi là Rainbow Dash trong tiếng Anh. Rồi bạn này rất là thích chú ngựa này, cho vào đây nha. Và chú ngựa biểu tượng là chùm nho. Cái này không biết tên gì đây. Cho vào giỏ luôn. Con gái, thôi bây giờ chúng ta ra ngoài cảm ơn cô Anna rồi về con. Cảm ơn Anna đã có một tấm lòng rất là tốt. Chúng tôi sẽ luôn luôn mang ơn. Hai mẹ con về vui vẻ nha. Cảm ơn cô Anna, bye cô. Bây giờ hãy lấy xe ô tô cho bạn này nha. Một chiếc cho vào giỏ. Và chiếc màu trắng nữa. Tưởng chỉ có con trai mới thích chứ, ai dè con gái cũng thích xe hơi nữa. Thôi con gái về đi con. Đi ra ngoài cảm ơn cô Anna nha. Cảm ơn nha Anna. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi còn bạn này thì thích trồ đúng không? Lấy trồ cho bạn này luôn. Đây chú trồ của em đây. Dạ cho con chúng tôi xin cảm ơn đến Anna và Ken nha. Chúng tôi sẽ luôn luôn mang ơn này. Chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Bye. Các bạn ơi, trong cuộc sống chúng ta cần có một tấm lòng, biết quan tâm và chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nếu cứ giúp được gì thì cứ giúp mọi người. Cho dù việc đó là việc nhỏ nhưng chúng ta cũng cảm thấy vui và người được nhận cũng cảm thấy vui. Đó chính là tình người cao đẹp. Nếu thích video này các em hãy nhấn vào nút like, đăng ký và bật chuông nhé. Để nhận được thông báo thì chị Bí Đỏ ra video tiếp theo. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Nhấp vào những hình này để xem các video khác nha.